Video này được tài trợ bởi shopkenshin24h.com, uy tín, an toàn, giá rẻ, với kho tài khoản đa dạng, hợp giá, nạp game an toàn. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Spyro Jaden. Phiên bản 3.4 đã cận kề rồi, cũng chính là lúc chúng ta gặp lại nhau trong series Banner Advisor. Lần này, nhà phát hành sẽ mang đến cho chúng ta Ao Hay Tâm và Xeo trong giai đoạn đầu của Banner và cặp bà trùng Hu Tao Yelan trong giai đoạn còn lại. Và như thường lệ, mình sẽ tiếp tục đưa ra những góc nhìn cá nhân về các nhân vật sắp sửa được mở bán trong khoảng thời gian tiếp theo để góp một phần nhỏ giúp các bạn nào còn đang phân vân chưa biết sẽ chọn lựa ai cho phù hợp với tình hình tài khoản và có thể sử dụng được hiệu quả. Hãy ghi nhớ, đây cũng sẽ chỉ là những quan điểm cá nhân của bản thân mình và dựa trên những gì mình quan sát được qua phiên bản nhân vật beta mà thôi. Có thể đúng và tất nhiên cũng có thể sai khi nhân vật được tung ra chính thức. Do đó thì các bạn hãy chỉ xem đây như là một trong nhiều kênh tham khảo đơn thuần thôi, đừng quá đặt nặng nhé. Bắt đầu nào. Mengary hệ thảo thứ 2 của trò chơi như vậy là đã sắp sửa được ra mắt rồi. Một anh chàng sử dụng kiếm đơn, ngoại hình cùng cốt truyện được xây dựng tốt, có bộ kỹ năng theo mình thấy là tương đối hoa mỹ và lối chơi giàu tốc độ. Mình sẽ chủ yếu phân tích lối chơi của Ao Hay Thâm theo phong cách Mengary trong đội hình lan tràn mà thôi, vì mình nghĩ đây sẽ là lối chơi mà nhiều bạn khi muốn lấy một Mengary như Ao Hay Thâm muốn xây dựng để giúp cho anh ta tỏa sáng nhất có thể. Nếu xét theo lối chơi nở rộ hay bung tỏa thì Ao Hay Thâm hoàn toàn có thể được thay thế bằng rất nhiều những sự lựa chọn thảo khác và không có gì trong các đội hình này thể hiện được đặc điểm độc đáo của anh ta cả. Có thể khi nhìn thấy những hàng đầu tiên của Ao Hay Tâm, nhiều bạn sẽ không khỏi liên tưởng đến Cơ Trinh với những nét tương đồng đến kỳ lạ. Họ sở hữu kỹ năng nguyên tố có cùng khả năng đính kèm nguyên tố lên đòn đánh và một chiêu nộ gồm rất nhiều các hit đánh nhỏ lẻ. Tuy nhiên thì theo quan điểm của mình, đó chỉ là bề nổi và sự tương đồng giữa Cơ Trinh và Ao Hay Tâm chỉ dừng lại ở bên ngoài mà thôi. Chứ về bản chất, cách vận hành của họ lại tương đối là khác biệt. Đầu tiên hãy nói về bộ kỹ năng và lối chơi chính của Ao Hay Tâm. Nó sẽ được soi quanh một thứ gọi là trắc quang kính, một nội tại với tối đa 3 cộng dồn có ảnh hưởng đến số lượng hit đánh tạo ra được ở các kỹ năng của Ao Hay Tâm. Sau mỗi 4 giây thì số lượng trắc quang kính sẽ bị giảm đi một cái. Và vì số lượng hit đánh là một thứ có liên quan đến ICD, cho nên nếu muốn Ao Hay Tâm phát huy hết được sức mạnh tối đa trong một đội hình phản ứng lan tràn, mục tiêu cao nhất sẽ chính là tính toán để duy trì được số lượng trắc quang kính luôn ở mức cao nhất và lâu nhất có thể. Dẫn đến nếu muốn chơi Ao Hay Tâm, việc tính toán và thực hiện combo sẽ ở một độ khó cao hơn tương đối nhiều nếu đặt lên bàn cân so sánh với Cơ Trinh. Kỹ năng nguyên tố của Ao Hay Tâm đặt ra một vật thể cho phép Ao Hay Tâm dịch chuyển đến. Nếu trước đó anh ta sở hữu một trắc quang kính trở xuống thì sẽ đặt số lượng trắc quang kính thành 2. Còn nếu sở hữu từ 2 trở lên thì chiêu thức này sẽ cho anh ta thêm một trắc quang kính nữa. Sau đó thì căn cứ vào lượng trắc quang kính đang sở hữu mà sinh ra đợt ánh sáng xung kích với số lượng hit đánh tương ứng. Ví dụ như đang có một trắc quang kính thì ánh sáng xung kích khi thi triển sẽ tạo ra một hit đánh. Tương tự như vậy với 2 và 3 trắc quang kính thì sẽ tạo ra tương ứng 2 và 3 hit đánh vân vân. Giãn cách giữa các đợt ánh sáng xung kích thì sẽ là 1,6 giây. Ánh sáng xung kích sinh ra từ chiêu thức này sẽ có một quy luật ICD rất đặc biệt, không tuân thủ quy luật ICD cơ bản là 3 hit hoặc 2,5 giây mà là 2 hit hoặc 12 giây. Điều này có nghĩa là trong một đội hình với Ao Hay Tâm là main carry theo phản ứng lan tràn và sở hữu 3 trắc quang kính, ánh sáng xung kích sẽ là chiêu thức có thể gây được nhiều phản ứng lan tràn nhất trong cả bộ kỹ năng của anh ta, khiến cho nó có khả năng sẽ là nguồn sát thương chiếm tỷ trọng cao nhất và càng khiến việc duy trì số lượng trắc quang kính ở mức 3 cái thêm phần thiết yếu. Chiêu nộ của Ao Hay Tâm tạo ra một vùng gây nhiều lần sát thương nguyên tố với ICD cơ bản. Số hit đánh của chiêu nộ này một lần nữa cũng sẽ phụ thuộc vào số lượng trắc quang kính đang sở hữu. Tuy nhiên thì chiêu thức này còn có một tác dụng phụ, đó là sau 2 giây kể từ khi thi triển sẽ đạt số trắc quang kính của anh ta đến mức cố định là 3 cái. Như vậy có thể nhận định rằng đây sẽ là chiêu thức có khả năng giúp Ao Hay Tâm đạt ngưỡng trắc quang kính tối đa nhanh chóng nhất và nên được sử dụng ra ở đầu chu kỳ nhằm tăng số lượng trắc quang kính lên cao nhất, tạo điều kiện để các đợt ánh sáng xung kích sau đó gây được nhiều hit đánh hơn và tận dụng được thế mạnh về ICD như mình đã nói khi nãy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đó là tuy thoạt nhìn thì Ao Hay Tâm trông có vẻ như không phải là một nhân vật phụ thuộc vào chiêu nộ, thì khi đã hiểu về bản chất bộ kỹ năng của anh ta, bạn sẽ nhận ra rằng Ao Hay Tâm rất cần có nó để có thể đạt được tối đa sức mạnh trong một chu kỳ xả. Như vậy thì với một chiêu nộ 70 năng lượng, điều đầu tiên có thể rút ra ngay trong khía cạnh nên roll hay không, đó sẽ là Ao Hay Tâm rất cần có Nahida, pin năng lượng hệ thảo off-field tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại của trò chơi, hoặc là cây vũ khí ánh trăng Seaforce nếu muốn anh ta có khả năng chơi ở vị trí solo thảo trong đội hình. Như vậy thì đó chính là hai yếu tố đầu tiên mà bạn nên sở hữu trước khi muốn tính đến chuyện roll Ao Hay Tâm hay không. Việc chiêu nộ của anh ta có khoảng delay 2 giây trước khi sinh ra trắc quang kính cũng sẽ tạo một ô cửa sổ nhỏ cho phép các bạn swap nhân vật và setup chiêu thức khác trong lúc chờ đợi để tạo nên một rotation tốt nhất.
Tuy nhiên thì việc này trong bối cảnh Genshin Impact là một tựa game đa nền tảng cũng sẽ kéo theo một hệ quả, đó là với các thiết bị chơi game không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ không thể thực hiện được điều đó và buộc phải chơi theo một lối vận hành an toàn nhưng chấp nhận rằng nó sẽ chậm hơn một chút. Bên cạnh đó thì việc một trắc quang kính sẽ biến mất mỗi 4 giây cũng khiến cho Ahetam trở thành một main carry có lượng sát thương bùng nổ trong khoảng thời gian tương đối là ngắn, phù hợp với xu hướng của trò chơi hiện tại khi các buff của nhân vật hỗ trợ có thể bắt kịp theo. Tuy nhiên thì khoảng thời gian ngắn cùng bộ kỹ năng khá phức tạp cũng sẽ đặt ra một yêu cầu lớn về đôi tay và bộ não đủ nhanh để bạn có thể thực sự đưa ra những sự ứng phó kịp thời và phù hợp với tình hình trận chiến thực tiễn. Một điểm mạnh nữa của Ahetam có thể nói đến ngay, đó là anh ta sẽ tương đối thân thiện với các người chơi free to play. Việc mang Vision hệ thảo đã là một điểm cộng lớn bởi vì xét tổng thể, mức sàn sức mạnh của hệ nguyên tố này là tương đối cao so với mặt bằng chung. Ngoài ra thì Ahetam với bộ kỹ năng Dual Scaling cũng hứa hẹn là một nhân vật có tương đối nhiều sự lựa chọn free to play về vũ khí tốt, bởi cây kiếm thiết phong kích và Tokabo Shigure đều là những sự lựa chọn rất mạnh mẽ dành cho anh chàng này, giúp các bạn phần nào bớt lăn tăn đi về mặt vũ khí. Chung quy lại, theo góc nhìn của mình thì Ahetam sẽ là một main carry ở mức khá tốt, có lối chơi hợp xu thế với một chu kỳ xả sát thương không quá dài, không phụ thuộc và không hề tranh cướp các nhân vật hỗ trợ hay off-field mạnh như Bennett, Xiangling hay Xing Zhou, phù hợp để lấy về nhằm xây dựng một đội hình mới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lấy Ahetam, hãy lưu ý về yêu cầu năng lượng và hỗ trợ cho anh ta, cũng như cần có sự tập luyện để thích nghi được với độ khó mà anh chàng này sở hữu. Ngoài ra thì hãy luôn kiên nhẫn chờ đợi những kết quả tính toán và nhận xét từ các nguồn khác nhau khi nhân vật được tung ra chính thức và chơi thử thật nhiều trong phần demo nhân vật tại phiên bản 3.4 để chắc chắn là mình phù hợp với lối chơi của Ahetam nhé. Một trong những nhân vật được xuất hiện nhiều nhất trong Banner Advisor của chúng ta, Hàng Ma Đại Thánh cũng là một trong những nhân vật rất lâu đời trong trò chơi, do đó thì lối chơi lẫn bộ kỹ năng của anh ta chắc chắn đã không còn quá xa lạ với các bạn nữa rồi. Trong những phiên bản trước, hầu hết thời gian mình đều đề cập đến Xiao như một main carry có quá nhiều điều kiện được đặt ra để có thể vận hành tốt, và phần thưởng dành cho bạn nếu có đủ khả năng vận hành được anh chàng này, thật đáng tiếc là cũng sẽ không được lớn như những carry có độ khó cao khác kiểu như Hu Tao. Tuy vậy thì cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng tình hình hiện giờ đối với Xiao cũng đã có đôi chút khác biệt rồi. Faruzan, nhân vật hỗ trợ chuyên chú cho hệ phong đã được ra mắt, đẩy tiềm năng của Xiao lên một mức cao hơn tương đối là nhiều. Tuy nhiên với bản chất cực kỳ khó sử dụng khi chưa đạt đến cung mệnh 6 không kém gì Xiao của Faruzan, thì ở thời điểm hiện tại mình vẫn rất khó để có thể khuyến nghị các bạn bỏ qua những sự lựa chọn còn lại để đến với kim bằng dạ xoa. Cung mệnh 6 của Faruzan có một ý nghĩa rất lớn đối với Xiao bởi nó không chỉ có khả năng sản sinh năng lượng cho bản thân cô nàng này mà còn có khả năng cung cấp năng lượng cho Kiri đang đứng sân trong thời gian hiệu lực của chiêu nộ nữa. Qua đó giúp cho Xiao phần nào giải quyết được vấn đề lớn nhất trong lối chơi của bản thân, đó chính là vấn đề năng lượng. Nhưng việc chỉ mới xuất hiện duy nhất trong một banner vừa được ra mắt của cô nàng này khiến cho số lượng người sở hữu Faruzan C6 thực sự là không có nhiều. Nói không đâu xa, Viewer Sapper Season 8 tập 3 vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến một bạn khán giả tuy đã quay Wanderer đến tận cung mệnh 1 nhưng vẫn không thể sở hữu được bất kỳ một Faruzan nào cho dù là ở cung mệnh 0. Và đối với những bạn đã sở hữu Faruzan cung mệnh 6 thì có khả năng rất lớn cũng đã sở hữu cho mình một carry hệ phong khác, đó là Wanderer rồi. Như vậy thì bài tán lúc này quay lại trở về việc đó là phải đưa Faruzan cho ai trong hai người này. Xiao cũng phải chịu một thiệt thòi khá lớn khi có rất ít các vũ khí 4 sao mạnh mẽ cho mình. Những đại diện ưu tú nhất có thể kể đến gồm Thương Quyết Chiến, một món vũ khí từ Nhật Ký Hành Trình không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu. Thương Hắc Nham thì lại là một vũ khí tốn đến tận 24 tinh huy và giá trị tổng thể mang lại cũng không quá cao. Thương Thiên Nham thì lại chỉ là một vũ khí 4 sao giới hạn, có thể xuất hiện khi được grade up mà thôi. Còn Thương Tây Phong thì lại là một món vũ khí bị tranh giành bởi rất nhiều các nhân vật khác nhau. Một điểm an ủi nhỏ nhoi cho anh chàng này đó là những đại diện 5 sao khác như Hòa Phác Diên hay Sương Sống Tiên Không lại là những vũ khí 5 sao không giới hạn. Do đó nếu may mắn thì bạn có thể sở hữu được các món vũ khí này cả khi roll banner thường lẫn các banner mà cây thương này không được grade up. Tự chung lại thì nếu bằng một cách thần kỳ nào đó bạn có được Faruzan cung mệnh 6 mà không có Wanderer thì có thể cân nhắc đến Xiao như một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Nữ hoàng sát thương đơn mục tiêu, đó chính là danh hiệu được nhiều người ưu ái dành tặng cho cô nàng này. Việc nhà phát hành điều chỉnh cộng hưởng nguyên tố thủy từ tăng khả năng trị liệu thành tăng máu tối đa cho cả đội cũng như sự ra mắt của Yelan đã càng khiến cho sức mạnh của Hu Tao được tăng vọt và thật khó để có ai có thể xoắn ngôi được đường chủ của vãng sinh đường. Lối chơi của Hu Tao nhìn chung có thể được tóm tắt trong vòng 3 từ, đó là liều ăn nhiều. Bộ kỹ năng của Hu Tao yêu cầu người chơi nếu muốn phát huy tối đa sức mạnh thì sẽ cần đặt cô nàng trong một làn ranh sinh tử vô cùng là mong manh,
dẫn đến việc tuy phần thưởng mang lại là rất hậu hĩnh, lối chơi của cô nàng này lại có một độ khó ở mức tương đối cao, kết hợp cùng việc gây sát thương chủ yếu thông qua các đòn trọng kích sẽ bào mòn rất nhanh lượng thể lực, khiến cho Hu Tao cũng là một trong những carry khó kiểm soát nhất của trò chơi chúng ta. Vì vậy thì khi muốn lấy về Hu Tao, điều kiện tiên quyết đầu tiên đó là các bạn nên sở hữu những quân bài có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như Toma, Layla hay là Zhongli nữa. Tuy nhiên thì kể cả khi có họ đi chăng nữa, Hu Tao cũng sẽ có những thời điểm bị làm khó với lối chơi đánh đổi máu lẫn thể lực để lấy sát thương của mình. Chẳng hạn như ngay trong nửa dưới của kỳ La Hoàn phiên bản 3.3 này, với những con quái có khả năng rút máu xuyên khiên, việc sở hữu cho mình bộ kỹ năng thiên về gây sát thương đơn mục tiêu vừa là một điểm mạnh nhưng đôi khi cũng đặt Hu Tao vào tình thế tương đối khó khăn. Khi La Hoàn được bố trí bởi những đợt quái có số lượng cao và vị trí cách xa nhau, và nếu như bạn không có Dây Lan cũng như đang vận hành một đội hình khác không thể thiếu được Sinh Châu, thì việc lấy về Hu Tao cũng sẽ là một sự lựa chọn tương đối khó để có thể bố trí. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Hu Tao chính là một trong những nhân vật được nhiều lượt bầu chọn nhất trong cuộc đua của những nhân vật bị người chơi cảm thấy hối hận khi lấy về. Những người trong cuộc luôn luôn là những người hiểu rõ nhất. Vì vậy, đó chính là bảo chứng rất chắc chắn cho việc Hu Tao là một carry có lối chơi không quá thân thiện với tất cả mọi người, đặc biệt là trên điện thoại di động. Vậy nên thì khi ngày mở bán đến, hãy vào giao diện chơi thử nhân vật và sử dụng thật nhiều lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng với cô nàng này nhé. Một trong những nhân vật off-field mạnh nhất của trò chơi, khả năng thích nghi tốt của Yelan trong nhiều dạng đội hình chính là thứ mang đến cho cô nàng này một vị trí vô cùng vững chãi trong số rất nhiều nhân vật hiện tại. Yelan có thể hoạt động tốt trong nhiều dạng đội hình khác nhau, từ các đội hình phản ứng nguyên tố lẫn đội hình sát thương phong hoặc là cả sát thương vật lý nữa. Có lẽ chỉ có duy nhất anh chàng Ito là có thể nói không với Yelan trong đội hình của mình mà thôi, còn lại hầu như đều sẽ rất hài lòng với một người hỗ trợ tốt như cô ta trong đội hình. Những nghi vấn mình nêu ra khi Yelan vừa xuất hiện lần đầu tiên đến nay cũng đã hoàn toàn được sáng tỏ. Yelan khi đi một mình sẽ không phải là một nhân vật có khả năng cung cấp thủy quá xuất chúng để làm tiền đề cho các nhân vật chủ lực, và cô ta cũng là một nhân vật tương đối đói năng lượng khi chưa có được cùng mệnh mục của mình. Điều đó dẫn đến hệ quả là trong nhiều trường hợp, chúng ta thậm chí buộc phải bổ sung cho Yelan một người đồng đội cùng hệ để giúp giải quyết những vấn đề của cô nàng này. Tuy nhiên thì việc phải bóc tách một nhân vật hệ thủy ra để đi cặp với Yelan chẳng hạn như Sinh Châu hay Mona đôi khi lại mang đến một phần thưởng đủ hậu hĩnh để các bạn có thể hoàn toàn hài lòng với quyết định đó của mình, dẫn đến việc chúng ta gần như có thể quên đi điểm yếu này của Yelan. Hệ vũ khí cung tên cũng là một lớp vũ khí có khả năng hỗ trợ rất tốt với tiếng thở dài vô tận hoặc cung tây phong. Bên cạnh đó thì trong nhiều trận chiến còn mang đến khả năng khắc chế đối thủ cực kỳ xuất sắc nữa, chẳng hạn như khi chiến đấu với các con quái rồng thiên vệ, rồng địa vệ, mãng xà di tích hay rồng điểm báo vạn kiếp. Độ khó của Yelan cũng nằm ở một mức độ rất thấp, khi tất cả những gì bạn cần làm để đảm bảo cho khâu vận hành Yelan được mượt mà đều sẽ nằm ở giai đoạn build thắng di vật. Chỉ cần Yelan có đủ hiệu quả nạp và có một người đồng đội nạp qua lại cho mình trong đội hình, không gì có thể ngăn cản được cô nàng này tỏa sáng. Việc có khả năng sử dụng tốt bộ thánh di vật dấu ấn ngăn cách với chỉ số tăng tiến sát thương hoàn toàn là theo máu khiến Yelan cũng trở thành một nhân vật có khả năng tận dụng rất tốt các món thánh di vật thừa của bộ này mà chắc hẳn là các bạn đã tích trữ khá nhiều trong kho đồ sau quá trình farm dấu ấn từ trước đến nay. Những điểm sáng đó chung quy lại khiến cho Yelan trở thành một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời với những người chơi free to play và quá e ngại việc lấy về một nhân vật với độ khó vượt trên những điều kiện về thiết bị hoặc kỹ năng mà mình đang sở hữu. Và đó đã là tất cả những góc nhìn của mình liên quan đến các nhân vật 5 sao giới hạn sắp sửa được xuất hiện ở phiên bản 3.4. Mong là video này đã hữu ích, giúp cung cấp được những cơ sở để các bạn đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời cho riêng mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.